shopmitsutv.com, đăng nhập vào shop nhận ngay 10k miễn phí. Đặc biệt khi chúng ta nạp tiền và quay kim cương có cơ hội nhận được x2 vào tài khoản nhá. Anh em nào mà chúng ta đang muốn có nhiều kim cương còn chần chừ gì, không vào ngay đi anh em ơi. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và mình chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ nhá. Bạn nào mà đang xem ấy, nhớ like, đăng ký kênh giúp mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nói chung là kênh của mình thì cũng sắp đạt được, đó chính là 230k sub rồi. Nên là mình sẽ có cái phần cho tất cả những bạn đang xem. Mình sẽ tặng một cái phần quà trong đây, ok. Mình sẽ tặng những cái phần quà trong đây cho những cái bạn may mắn này. Chúng ta like, đăng ký và comment ở dưới nhá. Đó, ok chưa? Anh em thích nhân vật hoặc là có thể thích hộp quà gì ấy thì nhớ comment ở dưới, vì mình cũng sắp đạt được 230.000 sub rồi. Mình sẽ tặng quà cho anh em và lấy kim cương từ trong shop của mình ấy tặng cho anh em nhá. Ok, và đầu tiên thì ngày hôm nay mình thấy chúng ta có vòng quay gì đây nhở, vòng quay quỷ vương quay trở lại. Ui nhìn đẹp thật sự luôn anh em. Bạn nào mà không có sừng sừng rêu ấy, sừng quỷ dạ xoa thì có thể dùng cái sừng này nhở, sừng này cũng được ấy. Ok chưa? Rồi thì ở đây mình sẽ quay thử cho anh em xem nhá. Quay thử phát này. Vé quay à? Ui, hai phát vé quay kim cương liên tục. Hai phát vé quay kim cương liên tục luôn anh em. Rồi mình sẽ thử 180 kim cương nhá. 180 kim cương tiếp này. Trúng được cái gì đây? Trúng được một bản vé rồi anh em. Một phát nữa xem. Ui, hai bản vé luôn. Ui, ba bản vé luôn anh em. Ui, một phát trúng ba bản vé luôn này, quá là tuyệt vời luôn anh em, quá là tuyệt vời. Nhưng mà mình không đủ được cái viên đá chế tác rồi. Khá là buồn, khá là cay, mình không đủ viên đá chế tác, không là mình sẽ đổi được gói này đấy. Gói này thì cực kỳ ngon luôn anh em, gói này cực kỳ ngon nhá. Ok, thế thì chắc là khi đâu mình sẽ quay thêm để mình đổi sang gói này, quá là chất lượng. Các mình thấy là quay như thế này quá là về đấy, được đấy anh em. Đây mình sẽ quay thử cái này xem. Ui, đúng được một tín hiệu cho may mắn này. Vậy là mình được cái skin xe. Đó, ok cho anh em thấy có chất lượng không? Đó, thì đây là một số thứ mới ở server chúng ta anh em nhé. Và tiếp theo, đó chính là ở trong cái phần dự kiện ấy. Thì anh em sẽ thấy này, chúng ta sẽ có những cái phần chúng ta đổi quà như thế này. Như là huy hiệu su rồng này, rồi huy hiệu bò vàng này, các thứ ở trong đây. Ok, thì anh em sẽ cần chúng ta thu thập những cái mã gift code ấy. Và anh em không biết là thu thập full những cái gift code này nó như thế nào và mã code ở đâu để chúng ta có thể đổi sang full quà trong đây. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em nhá. Ok, và trước khi mình hướng dẫn anh em, mình sẽ qua một cái trang web rất là ngon để hướng dẫn anh em cách chúng ta lấy code và kim cương nhá. Đây. Ok, và tiếp theo thì mình có vào một cái trang, đó chính là hội quán fortify.com. Đường link mình có thể để ở dưới cho anh em nhé. Thì trong đây mình thấy có khá là nhiều gift code này và vòng quay kim cương. Thì mình sẽ đăng ký tài khoản mới, mình test thử xem nó sẽ như thế nào anh em nhé. Đây, mình sẽ đăng ký tài khoản mới, mình test thử xem liệu trong đây có ok là không cho anh em nhé. Vì có rất là nhiều bạn chúng ta hỏi mình về cái trang hội quán của fortify ấy. Thì hình như là trang này là trang của Ghana fortify luôn anh em nhé. Đây, mình sẽ đăng ký tài khoản mới thử xem này. Ok, thì ở đây mình sẽ đăng ký tài khoản mới xong nhá. Và mình sẽ nạp tiền vào để mình mua thử trong đây xem nhá anh em nhá. Đây, mình sẽ nạp tiền vào này. Mình sẽ nạp khoảng 100.000 vào anh em nhá. Ok, đoạn này thì mình sẽ cắt đi nhá. Ok, và tiếp theo thì mình có nạp vào trong đây, đó chính là 100.000 xong rồi. Vừa nạp 100.000 xong luôn anh em. Đây, mình sẽ mua thử cái gift code gì cho anh em nhá. Đây, mình sẽ mua một cái gift code này nhá. Gift code này thì mình sẽ mua một gift code skin súng ngẫu nhiên đi. Thử xem anh em nhá. Hình như trang này là trang của Ghana Fortify nên là anh em cứ yên tâm vào đây. Mình sẽ mua này. Nhà phát hành từ Ghana. Ok, khá là uy tín đấy. Đây, mình sẽ mua nhá. Và sau khi mua xong thì mình sẽ vào cái trang đó chính là có cái một cái vòng quay này, mình sẽ quay thử luôn cho anh em xem nhá. Quay thử cái vòng quay này. Khá là ok đấy anh em, có khi là vòng quay này khá là ok đấy. Mình sẽ quay thử về rút về nick xem nhá. Ok, thế đây có một cái vòng quay, quay thử xem này.
Rồi mình sẽ rút kim cương về nick luôn. 100% trúng 9.000 kim cương. Ôi, trúng 9k kim cương thật này anh em. Quá là chất nhỉ, mình đang quay trực tiếp nhá. Quay thêm một phát nữa cho anh em xem này. Xem coi chúng ta có trúng 9k không nào. Ôi, trúng 9k tiếp này anh em. Đó, mình sẽ rút thử kim cương về nick xem nhá. Rút thử kim cương về nick xem liệu có đúng hay là không. Mình sẽ rút thử kim cương của mình về nick. 230 kim cương thử xem anh em nhá. Đó, ok, thì rút kim cương chỉ từ 30 giây thôi. Thì mình xem có về nick của mình không nhá. Tiếp theo thì mình sẽ qua cái lịch sử rút xem sao nhá. Lịch sử rút, ui, thành công rồi này. Để mình qua bên nick của mình xem nhá. Cho bên nick của mình xem mình đã có kim cương hay là chưa. Ok, vậy là mình đã có kim cương rồi này anh em. Nhanh phết nhở. Ui, nhanh phết đấy. Ok, thì nói chung là cũng khá là nhanh luôn anh em. Cực kỳ nhanh. Để chúng ta có thể có kim cương. Đường link mình sẽ để ở dưới cho một số anh em chúng ta mất thử nhá. Rồi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để chúng ta có thể gọi là nhận được tất cả những cái mã code ở trong đây nhá anh em nhá. Ok, và nếu mà chúng ta muốn nhận tất cả những cái mã code ở trong đây ấy, thì đó chính là đúng 17 giờ chiều ngày hôm nay nhá, ngày 4 tháng 4 ấy, thì anh em sẽ xem cái live trên huyền thoại sinh tồn này. Huyền thoại sinh tồn đây, anh em sẽ vào giữ tốt cái huyền thoại sinh tồn FF. Anh em sẽ ghi đó chính là đây anh em nhá. Đó anh em này, chung kết quốc gia Zomod đấu trường sinh tồn mùa xuân 2021 này. Thì anh em sẽ click vào cái đây. Thì vào 17 giờ chiều ngày hôm nay sẽ có like ở trên đây nhá. Ok, anh em thấy có MP này, từ kim chim có kiến này, thẻ level 8 nhân vật này, pet tự chọn này, có rất là nhiều thứ cho anh em. Đó, mọi người thấy chưa. Và anh em nhớ là có hai cách để chúng ta có thể xem, nhưng mà mình khuyên anh em ấy, chúng ta nên qua bên trang Ghana Verify để chúng ta xem. Thì bên đây chúng ta sẽ được tăng lượt xem ấy, để chúng ta đạt cột mốc. Còn nếu mà mọi người xem bên Facebook thì sẽ không được đâu nhá. Nên là khuyên mọi người ấy, chúng ta qua đây để chúng ta gọi là xem và đạt cột mốc thì mọi người sẽ nhận được quà thôi. Có thể level 8 nhân vật cũng khá là ngon này, thì anh em có thể nhận được nhá. Ok, đó anh em thấy chưa, trang huyền thoại sinh tồn Verify nhá. Vào đây thấy ngay một cái lên lịch này, lên lịch chung kết này, đã lên lịch xuất bản này, thì anh em cứ vào đây chúng ta xem. Ok chưa, mình thấy cũng khá là dễ thôi, thì chúng ta có thể nhận được tất cả những gift code trong đây. Và sau khi mà nhận được gift code xong rồi ấy, thì anh em sẽ đổi sang những cái phần quà này. Và chúng ta nhớ là cái skin MP40 bích vàng ấy, à MP40 bảng xa, thì chỉ có giới hạn, đó chính là 7 người nhập mà thôi. Anh em nhớ là 7 người nhập nhá, chứ không phải là có nhiều đâu nhá. Đó, không phải là có nhiều đâu, nên là anh em phải lưu ý và cân nhắc nhá. Ok chưa, nói chung là quá là ngon luôn anh em. Thì chắc là video mình cũng kết thúc đây thôi. Và bye anh em.